Vâng. Hiện tại anh em kỹ thuật JICA thì đang có mặt ở tại Phú Xuyên, Hà Nội. Vâng. Được, em cho anh. À, lùi vào đúng anh? À, vô tư à. Ok. Để em đang lùi xe vào nhỉ. Ok, đây là không gian dành phục. Anh bận tí thôi, anh gọi lại nhà em nhé. Người đứng ngồi trên gác nhìn thấy anh đi vào đấy. Vâng, anh em mình ra lấy một tí cho em. Không phải cho chứng phạt. Vâng. Thế là bọn nhìn vào chắc là nhìn xe này hơi ấy. Thoải mái mà, đây lùi xe của mình lại rồi. Anh là cái đồ này là mình cho thuê hả anh? Không, đây sản xuất. À, anh xuất xưởng trên kia cơ. Vâng, để em review một chút. Anh là anh sản xuất cái đồ bàn ghế đúng không anh? Bàn ghế inox các loại. Vâng, anh Phúc anh ở Phú Xuyên quý vị. Vâng, anh là có xưởng sản xuất. Xưởng trên kia đây là mang về đây để cho khách người ta đến này. Người ta lấy nhỡ là đến lấy đấy thôi. Rồi là bàn ghế đám cưới đúng không anh? Các loại ghế đám cưới tiệc các loại inox cho quý vị. Vâng, chúng ta cùng xưởng tham quan xưởng trên kia. Phòng khách nhà anh Phúc một chút. Đơn giản thôi đấy. Đây, đây. Em đẹp quá. Em đang có bộ hát ấy đấy, nhưng mà vâng. Đây trầm này. Kể cả cái này đồ đây bãi của Nhật chứ. Vâng. Hãy cũng không thích thấy. Được anh rồi. Thấy anh gì anh Duy đúng không anh? Duy hoặc là Mr. Thanh. Đấy. Vâng, cái bộ này tại anh dùng lâu chưa anh? Được vài năm thôi. Vài năm thôi à? Hay thích hát mà. Vâng. Hát thì cái loa này thì cũng nghe nhạc cũng rất hay đúng không anh? Nhưng mà hát thì khả năng cũng chưa đáp ứng được anh nhỉ. Kiểu nó hay hơi thỉnh thoảng hơi kiểu cái mic nó hay rú bắt vào không thích lắm. Vâng, cái rú kiểu thích. Cái bồ của bên em thì em sẽ cam kết với anh là anh hát thoải mái thôi, không bị vâng không bị gì. Mấy thằng bạn nó bảo thế lắp đi xong thì ngon thì nó mua. Vâng. Thì đây cũng cả trầm trước đây chứ anh em mở lên đập thình vỡ ngực luôn đấy. À thế à? Không thích. Vâng. Thích thấy bọn anh hay cứ xem kể cả mua ô tô đấy. Vâng. Cũ mua bán luôn, không mua xe mới, Isuzu đấy. Vâng. Cũng kiểu các thằng em nó bán ô tô ở trên bên trên kia trên chỗ Thăng Long đấy. Vâng. Nó live stream cái chiếc bảo thì thích thì mua mà. Vâng. Anh Khoạt là anh mua đi uống nước đi. Anh biết JICA là qua phương tiện nào anh? Xem Facebook đây. À, xem Facebook đúng không anh? Xem mà. Vâng. Có. Thế là anh có mất thời gian nào phải tìm hiểu lâu không? Xem được mấy tháng thôi. Dạ. Yeah. Mấy tháng. Vâng, rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và dành tình cảm. Sáng giờ bận ở lên xưởng nhưng mà chờ các anh. Vâng. Thế ông Duy ông không thấy gọi điện lại bảo chắc là ông không đi rồi. Duy thì hôm nay là phải đi mấy bộ trên Bắc Giang anh ạ. Đáng lẽ cái bộ này của anh là em lắp cho anh từ hôm qua chứ, nhưng mà hôm qua thì em lại xử lý việc ở Hải Dương về hơi muộn. Vâng. Vâng, thế là sáng nay thì sắp xếp. Sáng nay được mà, sáng nay được mà. Vâng, bọn em đi sớm nhất cho anh. Anh luôn. Vâng. Mấy em ngồi nước này. Vâng. Mình cũng giống các bạn mà, hàng vâng. Đi khắp miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Vâng. Sản xuất ra thì phải đi, cũng có mấy xe mà. Vâng, em tháo ở sau TV ý. Còn cái đấy để riêng dây đấy để cho thằng em nó nắp vào rèn nó tất cả những bộ này của anh là tạm thời là tháo ra cho anh đúng không? Đúng phải mò. Ừ. Vâng. Không tháo đơn giản đấy để bây giờ nó lắp vào nhà nó xong anh à. Ồ cái này là nó bằng Ok bên em sẽ tháo cho anh Khoạt cái bộ cũ ra nha quý vị. Và thay bằng một bộ dàn karaoke mới đến từ thương hiệu Hollywood. Và cái bộ dàn của JICA Oro cung cấp là một bộ dàn hay đồng xem Duy nó hát với cả nó lắp thì hôm qua bảo là anh thích chú lắp á. À, bọn à. Chú không phải là riêng. Vâng. Ai vâng. Ai ấy là được ở bên đấy là được, quan trọng gì không, vấn đề là kỹ thuật đi cao là setup được ạ. Bên em thực ra là cũng có nhiều khách hàng chắc là Phú Xuyên chắc mới xuống lần đầu tiên nhỉ. Không, Phú Xuyên mới đã lắp nhiều chứ, bản thân địa bàn này em cũng đi nhiều. Ngồi đây uống nước anh. Vâng. Thì là bây giờ cũng nhiều khi khách hàng cũng thông cảm, bởi vì Duy là bây giờ không ai lắp được, ý là bảo bên em ấy, bên Duy mình yêu quý bên đấy, không phải là Duy. Vâng. À rồi. Ai là người là người. Ai nghe không rõ câu đấy thành ra vâng. Việt Nam phong phú đúng nó rồi. Thành ra nó vâng. Hiểu lầm.
không phải là bọn mình hay là anh và hai em đây bảo là mình không thích. Vâng. Thích tất, nhưng mà ý là bảo bên em không, ý là gọi mà không qua lòi mới duy là ở bên em anh quý thích bên đấy. Vâng. Không phải là bảo là phải lắp. Vâng, thay mặt công ty Zika rất là cảm ơn anh. Ấy ơi, dò hết dây ra con này cho anh để cho đưa cho thằng em mà. Đằng nào là thế? Anh như này là bán hàng gần như là khắp cả tỉnh miền Bắc anh nhỉ? Đúng không? Đây cũng giống ai có đơn thì mình mới đi. Có đơn mới đi đúng không anh? Đúng rồi, chưa được. Có đơn. Có đơn mới đi. Vâng. Không có đơn thì không đi. Nhà chuyên sản xuất bàn ghế, inox ghế các thứ ở trên. Anh có cấp vào ở trong tận Nghệ An Hà Tĩnh không anh? Chắc có đúng không? Có, vào Triệu Vinh mới cả vào. Hàng mình đa số đi thành phố với cả thị xã thôi, không. Không. Đấy cũng mua mic không dây đấy. Mình phân phối. Du nhiều lúc ghét. Vâng. Anh có cái ổ điện đâu anh? Ổ điện này không được à? Bọc điện sau. Loa. Hơi xa. Được không? Thế cục trầm để mỗi tivi lại thôi nhờ. Ok, em đang bọc hộp cặp loa B12 Pro và đây là một trong dòng loa full. Bên này cũng có ổ cắm này chú ơi, bản rất là chạy của Zika Audio. Có phải ổ cắm nữa không? Nó chỉ cần hai cái ổ cắm mới được anh, hai cái đầu phích là được. Còn cái bộ mic thì bọn em sẽ cắm vào sau con đẩy luôn, nó có cái đường ở sau đấy. Đây à, đổi cái này này, này 44 này, đúng không? Được chưa? Vừa đấy nhỉ, vừa đẹp luôn. Chắc anh Phúc anh ấy rồi, trước khi đặt hàng thì anh đã nghiên cứu rồi. Nghiên cứu rất là kỹ rồi, nó mới phù hợp như này được. Đấy. Cho nên bây giờ trên công nhân trên kia làm thì chờ ngại nhưng mà thôi nhờ người rồi. Vâng. Nuôi thấy đợt trước thì cái ông chở máy này thì cũng đi vào đường đấy. Thế à? Định vị đấy, chùa đây, đến chùa đây bảo là đến chùa đây là gọi điện nhá. Vâng. Kịch hay là gọi điện mấy ông toàn vào gọi đấy thôi. Vâng. Biết là gọi đấy có duyên gì rồi. Mình đúng đây thì là chắc là Google nó chỉ cập nhật nó ấy. Ôi dồi ôi, Google nhiều lúc em đi theo Google mệt lắm. Nó có chính xác đâu mà. Cứ gần đến đấy bắt đầu gọi điện là hay nhất. Bản thân chuẩn đét. Nhiều khi đó hôm trước là anh đi với cả thỏ đấy, ra cánh đồng luôn, cánh đồng đường cụt luôn. Đúng rồi, cụt luôn kiểu đấy. Anh giờ anh cứ cho cái bồ đấy ra ngoài thì anh nhìn cái phòng anh một tí nó khác hẳn luôn, trông nó sang hẳn luôn. Hơn nữa là cái màu của cặp loa này nó cũng gần tương đồng với cả cái màu nội thất của nhà mình. Đẹp. Mình đi mình biết mình không ngơ, mình cứ bảo trèo đến đây mình ngồi mình xem. Vâng. Xem xe nào là hơi lạ khác ở đây là phát là chắc là đấy. Vâng. Nhìn xe này bắn tải là chắc. Vâng. Là đúng rồi. Thế mà em theo đi theo định vị là nó cứ chỉ thẳng trong đấy đấy. Đúng rồi, đúng rồi, ông chở cái máy này thế nào. Vâng. Cũng đi vào đấy, đi vào làm gì, có điện quay lại. Vâng. Anh bây giờ anh lên anh ghim cái định vị nhá anh ở đây. Ghim một phát. Đấy, là sau này ví dụ có khách thiệt là anh cứ gửi cho người ta là nó đây được. Ví dụ như anh ghim định vị ví dụ là nhà của Khoát đi chẳng hạn. Đấy. À. Là anh hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng băng khoăng, giọt nắng rơi rơi bên thềm.
quang, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi, xoài đã rêu phong, xoài đã chưa quen chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lá quên. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên. Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng bên thềm. Trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi. Chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn, em cứ đến chơi. Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên. Bài hát tìm trong khói thuốc, từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biếng từng chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Bài hát trong em chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng bên. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng, em đêm như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em. Nhìn về anh và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ
ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi ấy. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Cứ anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tỏ bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Em kỹ thuật Zika đã đấu nối cũng như là cài đặt cho anh Khoạt anh nhỉ, một dàn karaoke đến từ thương hiệu Quyết Quân. Và trên màn hình của quý vị là cặp loa B12 Pro màu vân gỗ rất đẹp cho quý vị. Và trung tâm của bộ dàn thì chúng ta có ở đây là cục đẩy liền vang X24 Pro DSC, và đây là cũng là phiên bản mới nhất của năm 2024. Và rất đặc biệt ở đây là chúng ta có một bộ mic VK321 Pro. Bộ mic này thì cho tiếng rất ấm và rất là dày, thưa quý vị. Và rất tuyệt vời, trong bộ dàn của chúng ta thì có thêm một loa sub. Đây là loa siêu trầm model S1A, model Monster Bass 30. Đây quý vị, đó cũng gần như là tương đồng với cả cặp loa chính của chúng ta. Và quý vị có thể xem thì cái cặp loa và cái bộ dàn karaoke của chúng ta thì khá là tương đồng với nội thất của nhà anh Khoạt. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ anh Khoạt một chút, thưa quý vị, để nghe anh chia sẻ một vài lời về bộ dàn karaoke mà do Zika Audio cung cấp. Vâng, em chào anh. Vâng. Vâng. Ông chưa... anh em đến nhiệt tình rồi thôi, anh mình cảm ơn. Vâng. Nói chung là hay mà tin tưởng tất cả mà. Vâng. Từ công ty là cùng vâng, thay mặt Zika Audio là rất là chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn mấy anh em ở Zika Audio. Ok. Vâng. Rồi. Cảm ơn nhé. Vâng. Vâng. Công ty nhiệt tình và lắp đặt chuẩn chỉ. Vâng. Ở đây có bạn bè mà hỏi thì anh giới thiệu. Vâng. 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 Còn quý vị và các bạn nếu đang có nhu cầu sở hữu cho mình một bộ dàn karaoke thì quý vị có thể liên hệ với cả công ty Zika Audio, hoặc là quý vị có thể truy cập vào website zikaaudio.org để tìm hiểu thêm nhiều bộ cấu hình dàn karaoke khác, quý vị. Vâng, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.